Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu gần cuối tuần. Chúng tôi là Hồng Hà. Và Mai Tuấn. Xin kính chào quý vị và mời quý vị đến với phần tin tức và thời sự ngày hôm nay. Phần tin đầu tiên sẽ là phần tin Hoa Kỳ, có các tin chính như sau. Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang trở nên phức tạp. Thủ tướng Canada giải thích bình phẩm về Tổng thống Donald Trump. Thượng viện Mỹ muốn tăng trừng phạt Nga. Một cặp vợ chồng qua đời cách nhau chỉ một ngày sau 68 năm chung sống. Và sau đây, mời quý vị đi vào phần tin Hoa Kỳ chi tiết, được mở đầu với anh Mai Tuấn. Vâng, thưa quý khán thính giả, sau những ngày phải nói là rét lạnh của miền Nam cũng như miền Bắc California và dĩ nhiên là chuyển đổi sang các tiểu bang miền Đông hiện nay. Miền Đông thì có những nơi tuyết xuống đến 30 inches. Và cảm ơn trời đất, hôm nay đã là thứ sáu và miền Nam California khí hậu rất đẹp. Kính chúc quý vị có những giây phút thoải mái trong những ngày nghỉ cuối tuần, và có lẽ nhiều gia đình còn đang là vui vẻ với con cháu, với bạn bè thân thiết của mình vì sau Thanksgiving quý vị nhé. Và sau đây thì chúng tôi xin gửi đến một cái tin về vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi đưa tin này không phải là muốn cho Tổng thống Donald Trump bị luận tội, nhưng với tính cách là truyền thông, chúng tôi gửi tới quý vị tất cả những gì diễn biến ở trong nước Mỹ của chúng ta hiện nay. Có lẽ một trong những chuyện lớn đó là việc Đảng Dân Chủ cố gắng tối đa để đưa Tổng thống Donald Trump ra trước tòa án. Bản tin cho biết là các thành viên của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Tư vừa qua đã bắt đầu các thủ tục tố tụng dự kiến sẽ kết thúc với những cáo buộc luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump. Một ngày sau khi các dân biểu của Đảng Dân Chủ tố cáo Tổng thống Trump là đã lạm dụng chức vụ Tổng thống để bảo đảm được tái cử trong cuộc bầu cử vào năm tới, tức là năm 2020. Theo hãng tin Reuters, thưa quý vị, thì sau hơn 2 tháng điều tra, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ, dĩ nhiên là do Đảng Dân Chủ lãnh đạo, mở phiên điều trần để xem xét xem liệu những hành vi sai trái của Tổng thống Donald Trump theo họ có liên quan tới việc chính quyền Ukraine có hội đủ các điều kiện để cấu thành các trọng tội và khinh tội, bị trừng phạt qua thủ tục luận tội hay là không, và dựa trên hiến pháp của Hoa Kỳ. Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Hoa Kỳ có thể hành động nhanh chóng trong những tuần tới để đưa ra hồ sơ luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump, và như vậy tức là để dọn đường cho một cuộc biểu quyết luận tội trong một phiên họp của toàn thể Hạ viện trước Giáng sinh năm 2019, và tiếp theo thì là một phiên xét xử tại Thượng viện vào tháng 1 của năm 2020. Và mời Hồng Hà với những bản tin chi tiết thì quý vị sẽ nắm rõ được vấn đề hơn. Bản tin cũng cho biết tiếp là về phía Đảng Cộng Hòa, đảng đang kiểm soát Thượng viện, tỏ ra không mấy sốt sắng muốn trút phế Tổng thống Donald Trump. Trong một phúc trình dài 300 trang của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba, Đảng Dân Chủ kết luận rằng ông Trump đã áp lực Ukraine xúc tiến các cuộc điều tra có lợi cho ông về mặt chính trị. Tổng thống, phó tổng thống và các viên chức dân sự khác của Hoa Kỳ sẽ bị truất phế hay bãi nhiệm nếu bị luận tội và bị kết tội phản quốc, hối lộ và các trọng tội và khinh tội khác. Phúc trình của Ủy ban nói ông Donald Trump đã phương hại tới an ninh quốc gia và chỉ đạo một nỗ lực chưa từng thấy để cản trở công lý bằng cách cản trở các cuộc điều tra của Quốc hội, không cung cấp một tài liệu nào và còn ngăn cấm các quan chức hàng đầu trong chính phủ ra điều trần, hoặc trấn áp tinh thần của những quan chức vẫn ra điều trần, bất chấp sự ép của Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump phủ nhận các cáo buộc đó. Ông tuyên bố không hề vi phạm bất cứ hành vi sai trái nào và miêu tả cuộc điều tra của Quốc hội là một cuộc săn phù thủy. Và thưa quý vị, phúc trình của Ủy ban Tư pháp mà Hồng Hà và Mai Tuấn vừa gửi đến quý vị ở phần trên được coi là việc làm kết thúc giai đoạn điều tra luận tội đã khởi sự từ ngày 24 tháng 9, đặt nền cho ít nhất là hai tội đáng bị truất phế, đó là lạm quyền và cản trở công lý.
Theo Hiến pháp của Hoa Kỳ thì Tổng thống cũng như Phó Tổng thống và các viên chức dân sự khác của Hoa Kỳ sẽ bị truất phế hay là bãi nhiệm nếu bị luận tội và bị kết tội phản quốc, hối lộ và các trọng tội cũng như khinh tội khác. Các kết luận vừa kể tương phản với một phúc trình dày 110 trang của các dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện công bố hôm thứ Hai ngày 2 tháng 12 vừa qua. Cuộc điều tra luận tội dựa vào lời khai chứng của các quan chức không do dân bầu lên, vốn là những người không thích phong trào, hay nói đúng hơn là không thích các cái phong cách của Tổng thống Donald Trump, bất đồng với các quan điểm và các quyết định của Tổng thống, và rằng cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm tội. Đó là những chi tiết mà chúng tôi gửi tới quý vị liên quan đến việc Đảng Dân Chủ, đúng là như vậy, đang cố gắng để cấu kết, dùng cái tiếng nó hơi nặng, nhưng mà trong việc luận tội Tổng thống Donald Trump. Bước sang một bản tin khác, đó là đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung đang có trở nên phức tạp hay không? Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tiến gần hơn đến việc đồng ý về số lượng thuế quan sẽ được dỡ bỏ trong một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, bất chấp căng thẳng về Hồng Kông và Tân Cương. Những người nắm rõ nội dung cuộc đàm phán đã cho biết như vậy. Những nguồn tin này, vốn yêu cầu được ẩn danh, nói với hãng tin Bloomberg rằng lời bình luận của Tổng thống Donald Trump hôm 3 tháng 12 vốn xem nhẹ mức độ khẩn cấp của thỏa thuận không nên và được hiểu là các cuộc đàm phán đang bị đình trệ bởi vì ông nói mà không có sự chuẩn bị trước. Trong khi đó, các đạo luật mới đây của Mỹ về Hồng Kông và Tân Cương dường như không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán. Một người thông thạo nội tình đến Bắc Kinh nói với Bloomberg như vậy. Và thưa quý khán thính giả, bản tin còn nói tiếp là các nhà đàm phán của Hoa Kỳ đang hy vọng thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc sẽ được hoàn thành trước khi thuế quan của Mỹ đánh vào 156 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào 15 tháng này, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay và đồ chơi. Các vấn đề còn tồn đọng bao gồm là làm thế nào để bảo đảm Trung Quốc mua nông sản của Hoa Kỳ và chính xác Hoa Kỳ sẽ rút lại những mức thuế nào. Khi được hỏi tại sao chính quyền Nam Hàn về việc liệu các cuộc đàm phán thương mại có thể kết thúc trong năm nay hay là không, thì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đó là ông Vương Nghị, đã nói như sau: điều đó còn tùy, lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng, có hy vọng miễn là dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng. Và thưa quý khán thính giả, bản tin mới nhất còn cho biết thêm là Trung Quốc vừa đưa ra một cái điều là nếu cái đàm phán thương mại giai đoạn 1 sẽ được ký kết, nếu, cái tiếng nếu nó quan trọng lắm, là nếu Hoa Kỳ bỏ cái thuế và sẽ được áp dụng vào 15 tháng 12 này, thì không biết là Hoa Kỳ chúng ta sẽ tính như thế nào. Và đó là cái bản tin nói về vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc hiện nay đã. Hồng Hà và quý khán thính giả chúng ta hiểu nó là như vậy. Có lẽ người ta nói rằng như thế này là rất có thể Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại con số zero từ đầu, tức là sẽ bỏ thuế để, và vì nhìn xa thì Tổng thống Donald Trump cũng đang rất cần để có thể tiến xa hơn trong cái cuộc bầu cử năm 2020. Vì đang vướng vào cái vòng vào Đảng Dân Chủ luận tội, rồi lại vướng vào cái chuyện Trung Quốc, tôi nói là Trung Quốc cứng rắn lắm thì không biết sẽ ra sao. Và bản tin tiếp theo mà Hồng Hà gửi đến Mai Tuấn và quý vị sẽ nói về phía Bắc Kinh. Đúng. Cái diễn tiến về bên phía Trung Quốc họ như thế nào, thưa quý vị? Về phía Bắc Kinh, tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 30 tháng 11 đưa tin hôm rằng Bắc Kinh muốn nhiều hơn là chỉ hủy bỏ thuế quan trong tương lai, và việc xem dỡ bỏ tất cả các mức thuế hiện hành là điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận. Trong khi các quan chức của cả hai quốc gia đã nhấn mạnh nhiều lần rằng các cuộc đàm phán đang đạt được tiến bộ và họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên, thì những lời lẽ tiêu cực gần đây của cả hai bên đã làm dâng lên nỗi sợ rằng cuộc đàm phán có thể kéo dài, bất chấp chiến lược của Tổng thống Donald Trump trong các cuộc đàm phán thương mại là hạ thấp mong đợi về một thỏa thuận và đàm phán chậm rãi. Hôm 3 tháng 12, Hạ viện Mỹ đã thông qua áp đảo dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt
đối với các quan chức Trung Quốc có hành vi vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương, khiến Bắc Kinh đe dọa sẽ trả đũa. Ông Lu Xian, chuyên gia về quan hệ song phương tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh, đã nói với Bloomberg như sau. Nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa đánh thêm thuế vào ngày 15 tháng 12, đó chắc chắn là một sự leo thang trở lại và Trung Quốc sẽ trả đũa. Ông Lu đã nói như vậy. Sau đây là một bản tin nói về câu chuyện lùm xùm giữa các lãnh đạo của khối NATO ở London về việc Tổng thống Donald Trump bình phẩm Thủ tướng Canada Justin Trudeau và phản ứng của ông Trudeau như thế nào. Bản tin cho thấy là Thủ tướng Canada đã làm rõ bối cảnh cuộc trò chuyện giữa ông và các lãnh đạo khối NATO khi họ đề cập tới Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ tại buổi tiệc chiêu đãi hôm 3 tháng 12 vừa qua. Ông Justin Trudeau nói như thế này: tối qua tôi đã nhắc đến thực tế rằng có một cuộc họp báo không theo kế hoạch diễn ra trước các cuộc gặp của tôi với Tổng thống Trump. Tôi vui khi là một phần của cuộc họp báo, nhưng đó rõ ràng là điều đáng lưu tâm. Đó là lời tuyên bố của ông Justin Trudeau cho biết trong cuộc họp báo hôm 4 tháng 12, sau khi bị Tổng thống Trump tố ông Justin Trudeau là người hai mặt, vì cùng với các lãnh đạo NATO đã bình phẩm sau lưng Tổng thống Donald Trump. Tại tiệc chiêu đãi bên lề cuộc họp thượng đỉnh của khối NATO ở cung điện Buckingham, thủ đô của London, thì tối ngày 3 tháng 2, lãnh đạo Anh cũng như lãnh đạo Canada, lãnh đạo Pháp và Hà Lan đã bị một chiếc máy camera ghi lại đang cùng nhau có những lời nói được coi là chế giễu Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, và bản tin còn nói thêm là các giới lãnh đạo của khối NATO đã bị bắt gặp chế giễu Tổng thống Donald Trump. Cái đoạn video dài chỉ có 25 giây do hãng tin CBC công bố, bắt đầu với việc Thủ tướng Anh, tức là ông Boris Johnson, hỏi ông Emmanuel Macron của Tổng thống Pháp là tại sao ông lại đến muộn như vậy? Thì ông Macron đáp trả lời, đó có phải là lý do ông đến trễ không? Đó là lời của ông Johnson nói. Thì trong lúc ông Macron gật đầu, thì Thủ tướng Canada, ông Trudeau lại nói tiếp, ông ấy đến muộn vì phải tham gia một cuộc họp báo dài 40 phút kia mà. Ông Trudeau và các lãnh đạo khác không đề cập trực tiếp đến tên của Tổng thống Trump trong cuộc trò chuyện này, và dường như cũng không có nhận ra là mình đang bị ghi hình, có thể nói là ghi lén mà không biết đang đàm phán về Tổng thống Donald Trump. Không phải đàm phán mà đàm tiếu thì đúng hơn, phải không thưa quý vị? Dù họ nói chuyện khá to. Và ông Trudeau nói tiếp, các ngài có thể thấy đội ngũ của ông ấy, tức là của Tổng thống Donald Trump, há hốc mồm ra không? Nói tóm lại, những câu chuyện lùm xùm trao đổi qua lại giữa các nhà lãnh đạo khối NATO chứng tỏ rằng không có mấy sự kiêng nể và chế giễu Tổng thống Donald Trump, dù chỉ là những lời nói qua lại như vậy thôi, nhưng mà đã bị máy thu hình. Bản tin đã cho biết và chúng tôi gửi tới cho quý vị. Bởi vì chắc chắn Tổng thống Donald Trump năm trước cũng vậy mà năm nay cũng vậy. Cái thiện cảm mà các nhà lãnh đạo trong khối NATO dành cho Tổng thống Donald Trump không mấy được tiếp xúc tốt. Và có lẽ một bản tin khác ở thế giới quý vị sẽ xem là một công chúa của Buckingham cũng đã tỏ ra thái độ có vẻ như không kính trọng Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị sau. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Thủ tướng Trudeau cho biết ông không quan tâm đến những bình luận của ông về Tổng thống Donald Trump có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ Mỹ và Canada hay không. Tuy nhiên thì ông chủ Tòa Bạch Ốc đã phản ứng giận dữ với lãnh đạo Canada hôm 4 tháng 12, ám chỉ Trudeau chế giễu mình vì ông đã phàn nàn chi tiêu quốc phòng của Canada chưa đạt mục tiêu NATO đề ra là bằng 2% GDP. Người phát ngôn của Tổng thống Pháp Macron cho biết họ không bình luận về vấn đề trên, khẳng định đoạn video này không nói lên điều gì đặc biệt. Trong khi đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến những phiên họp kín. Thủ tướng Anh Johnson cũng khẳng định thật vô lý khi nói đoạn video cho thấy ông không tôn trọng Tổng thống Donald Trump. Và sau đây là một tin khác cũng liên quan đến Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, nhưng về việc riêng của ông, đó là một chiếc chuyên cơ máy bay riêng đặc biệt giống như Air Force One của Hoa Kỳ, loại CC-150
đã bị hỏng nặng vì đâm vào tường. Chiếc chuyên cơ CC-150 như chúng tôi vừa nói là đã bị đâm vào tường và các chuyên gia cho biết là sẽ mất nhiều tháng để sửa chữa. Không quân của Canada hôm 2 tháng 12 vừa qua đã thông báo về sự việc và cho biết là chiếc máy bay này đã va chạm xảy ra trong lúc các nhân viên bảo dưỡng chiếc CC-150 đâm vào tường trong khi di chuyển để sửa chữa. Và cái chiếc CC-150 này người Canada gọi là không lực một Canada, giống như Air Force One như chúng tôi vừa thưa, của Tổng thống Donald Trump tại Hoa Kỳ. Thực ra như bản tin nói là đang di chuyển vào để sửa chữa, chứ không phải là có Thủ tướng Canada ngồi ở trên đó. Và họ nói là mất rất nhiều thời giờ, có đến vài tháng để mà sửa chữa, chứ không phải là chỉ một hai ngày hay là một vài tuần lễ. Đó là bản tin nói về chiếc máy bay chở Thủ tướng Justin Trudeau khi đưa vào hãng để sửa chữa thì đã bị đụng vào và tường. Đụng vào tường mà là do xe kéo đấy quý vị nhé, chứ không phải là bay ầm. Đó là bản tin. Và mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp với chúng tôi về Hoa Kỳ do Hồng Hà sau đây. Một lính Mỹ bắn chết hai người ở Trần Châu Cảng. Một thủy thủ hải quân Mỹ ở Trần Châu Cảng bắn chết hai công nhân và làm bị thương một người tại nhà máy đóng tàu trước khi tự sát chiều 4 tháng 12. Tư lệnh hải quân Mỹ Lydia Robertson cho biết một thủy thủ đã bắn ba công nhân tại nhà máy đóng tàu hải quân thuộc căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng Hickam ở Honolulu. Thủy thủ chưa được xác định danh tính này đã tự sát sau vụ nổ súng. Hai người bị bắn trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau đó. Người bị thương được điều trị tại bệnh viện và hiện ở trong tình trạng ổn định. Một quan chức tại căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng Hickam ở Hawaii cho biết trên Twitter rằng vụ nổ súng xảy ra lúc 14 giờ 30 ngày 4 tháng 12, tức 7 giờ 30 ngày 5 tháng 12 giờ Việt Nam, và căn cứ bị phong tỏa trong khoảng 2 tiếng. Thượng viện Hoa Kỳ cho biết là họ muốn tăng trừng phạt Nga thêm nữa. Một ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ sẽ xem xét dự luật bảo vệ an ninh Mỹ khỏi can thiệp từ Cẩm Linh năm 2019, viết tắt là DASCA, trong phiên họp ngày 11 tháng 12 sắp tới. Trong đó đã đề ra các lệnh trừng phạt mới với Nga do cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ và chống lại Ukraine. Đó là lời nói của phát ngôn viên ủy ban cho biết hôm 4 tháng 12 như vậy. Dự luật được Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, đó là ông Lindsey Graham, và Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bob Menendez cùng với các thành viên khác của Ủy ban Đối ngoại đã đưa ra hồi tháng 2 của năm vừa qua, đã tức là năm 2019. Lệnh trừng phạt được đề xuất trong dự luật sẽ nhắm vào các ngân hàng của Nga bị cáo buộc là đã hỗ trợ nỗ lực can thiệp vào bầu cử nước ngoài, cũng như lĩnh vực không gian mạng của Nga và các cá nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp tạo điều kiện cho các hoạt động tham nhũng bất hợp pháp. Dự luật cũng sẽ áp một số biện pháp nghiêm ngặt với lĩnh vực dầu khí của Nga, bao gồm trừng phạt những người cung cấp hàng hóa, các dịch vụ hoặc là tài chính để hỗ trợ Nga khai thác vấn đề dầu thô. Một cặp vợ chồng qua đời, cách nhau một ngày sau 60 năm chung sống, thưa quý vị. Đôi vợ chồng ở thị trấn St. Peter, tiểu bang Minnesota, đã kết hôn 68 năm và ra đi chỉ cách nhau một ngày. Con trai họ cho biết hôm 4 tháng 12. Bà Corinne, 87 tuổi, qua đời hôm 24 tháng 11, còn ông Robert, 85 tuổi, trút hơi thở cuối cùng vào trưa hôm sau. Ông Brent Johnson, con trai của họ, kể rằng cha mẹ đã ra đi trong thanh thản. Cả hai người đều biết chuyện gì sắp đến và không chút sợ hãi. Brent nói, họ đều đã sống trọn cuộc đời và sẵn sàng cho điều đó. Đối với Brent, việc cha anh qua đời ngay sau khi mẹ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi tôi hỏi ông ấy mong ước điều gì nếu mẹ qua đời, ông ấy đáp rằng mình không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có bà ấy. Và cuối cùng ông đã đúng, anh nói. Bà Corinne kết hôn với ông Robert, bạn thân của em trai, năm 1951. Vào ngày diễn ra đám cưới, ông vẫn đi làm đến tận giờ bước vào nhà thờ để cử hành hôn lễ. Họ có 7 đứa con và đều khuyến khích các con học chơi nhạc cụ và điền kinh.
Hay quá anh ạ. Vâng, cảm ơn Hồng Hà. Và thưa quý vị, bản tin còn nói như thế này, nó là ông Brent, tức là con trai của cụ ông cụ bà đó, vẫn nhớ những hôm mà cha của anh thức đến nửa đêm để hoàn thành công việc, hay là dậy sớm để vắt sữa bò ở trang trại để kịp tham dự những cuộc thi của các con. Dù đã cao tuổi nhưng vợ chồng ông sống rất độc lập. Họ ở trang trại đến hồi tháng 5 thì chuyển tới một nhà dưỡng lão. Ông Brent đã cho biết là cha mẹ chung sống hạnh phúc suốt 68 năm là vì, Mai Tuấn đọc chậm chỗ này để cho chúng ta, tôi thấy đây là một cuộc sống ý nghĩa. Suốt 68 năm là vì cuộc hôn nhân của họ, tức là của cha mẹ ông Brent, dựa trên niềm tin và sự gắn bó chặt chẽ. Ông Robert đặc biệt nỗ lực làm việc để chăm sóc cho vợ. Cha hiểu cần làm gì để cuộc hôn nhân hạnh phúc, đó là lời phát biểu của người con trai ông Brent. Cha nói rằng nếu mẹ không vui thì không ai vui cả. Để vinh danh ông bà Robert và Connie, gia đình đã lập một quỹ tưởng niệm mang tên họ tại nhà thờ mà hai người dự lễ cầu nguyện suốt 68 năm cùng nhau. Thưa quý khán thính giả, có lẽ bản tin vừa qua và cùng với Hồng Hà chúng tôi gửi tới quý vị, 68 năm không phải là ngắn, có phải không Hồng Hà? Và cái điều Mai Tuấn nói ban nãy là sống có niềm tin, và không, nếu mẹ các con buồn thì không có cái gì vui được. Suốt 68 năm, Hồng Hà nghĩ sao? 68 năm mà làm cho cô vợ lúc nào cũng vui là cũng khó lắm đó. Khó chứ. Mà niềm tin là điều quan trọng, cho nên là thưa quý khán giả, cầu mong cho quý vị cũng như chúng tôi bắt trước được những mẩu chuyện tốt lành như thế này, phải không? Có rồi bình, lại được đi chung. Đây, có đi bình chung. An thì mới mà nghĩ đến nhau, cho nhau rồi cùng nhau, chứ không phải là vì tôi làm nhiều tiền hơn thì mẹ mày phải, hay là bây giờ gọi bằng em chứ nhỉ, ai gọi mẹ mày nữa, phải thế này phải thế nọ với tôi, hay về nhà là lo mà phục vụ tôi đâu. Tôn trọng lẫn nhau và có niềm tin. Niềm tin đó là niềm tin chắc chắn, gọi là nhà thờ thì chắc là Kitô giáo rồi, được không biết là Công giáo hay là Tin lành, nhưng mà là Kitô giáo. Đó là bản tin sau cùng về Mỹ của chúng ta, và Mai Tuấn, Hồng Hà sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại với một vài tin chính sau đây của thế giới. Thưa quý vị, NATO chuyển hướng trực diện thách thức từ Trung Quốc. Công chúa Anh gây tranh cãi trong lễ đón Tổng thống Donald Trump.